Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất. Trong tự nhiên, trên cùng một diện tích, có tính đồng nhất, nhất định. Các loài thực vật thường sống chung với nhau. Toàn bộ các loài thực vật khác nhau của một vùng rộng lớn được gọi chung là thảm thực vật. Sự phân bố của các thảm thực vật trên trái đất phụ thuộc nhiều vào khí hậu, chủ yếu là chế độ nhiệt ẩm. Chế độ nhiệt ẩm lại thay đổi theo vĩ độ và độ cao. Do đó các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình. Đất chịu tác động mạnh mẽ của cả khí hậu và sinh vật, nên sự phân bố đất trên các lục địa cũng thể hiện rõ các quy luật phân bố này. Một La Mã, sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ. Sự phân bố sinh vật và đất trong tự nhiên chịu ảnh hưởng chủ yếu của điều kiện khí hậu. Vì thế, tương ứng với các kiểu khí hậu sẽ có các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính sau đây. Cột thứ nhất, môi trường địa lý. Cột thứ hai, kiểu khí hậu chính. Cột thứ ba, kiểu thảm thực vật chính. Cột thứ tư, nhóm đất chính. Đới lạnh, có kiểu khí hậu chính là cận cực lục địa. Kiểu thảm thực vật chính là đài nguyên và nhóm đất chính là đài nguyên. Đới ôn hòa, kiểu khí hậu chính là ôn đới lục địa, lạnh. Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa nửa khô hạn. Cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt lục địa. Kiểu thảm thực vật chính là rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm, rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt, hoang mạc và bán hoang mạc. Nhóm đất chính là pozzolan, nâu và xám, đen, đỏ vàng, đỏ nâu, xám. Đới nóng, có kiểu khí hậu chính là nhiệt đới lục địa, nhiệt đới gió mùa và xích đạo. Kiểu thảm thực vật chính là savan, rừng nhiệt đới ẩm và rừng xích đạo. Nhóm đất chính là đỏ, nâu đỏ, đỏ vàng phthalate. Dựa vào các hình 19.1, 19.2 và kiến thức đã học, em hãy cho biết thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào, những châu lục nào có chúng tại sao. Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất thuộc môi trường đới ôn hòa phân bố ở những châu lục nào. Tại sao đới này lại có nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất như vậy? Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất, môi trường đới nóng, chiếm ưu thế ở những châu lục nào không có, tại sao? Hai La Mã, sự phân bố đất và sinh vật theo độ cao. Ở vùng núi, càng lên cao, nhiệt độ và áp suất không khí càng giảm, còn độ ẩm không khí lại tăng lên đến một độ cao nào đó rồi mới giảm. Chính sự khác nhau về nhiệt và ẩm này tạo nên sự thay đổi của thực vật và đất theo độ cao. Dựa vào hình 19.11 và kiến thức đã học, em hãy cho biết ở sườn Tây dãy Cáp Ca, từ chân núi lên đỉnh có những vành đai thực vật và đất nào? Câu hỏi và bài tập. 1. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ? 2. Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao là gì? 3. Dựa vào hình 19.1 và 19.2, hãy cho biết, dọc theo kinh tuyến 80 độ đông từ Bắc xuống Nam, có những thảm thực vật và những nhóm đất nào? Chúng thuộc các đới khí hậu nào, phân bố ở phạm vi những vĩ tuyến nào? Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.